vòng 7 V-League 2020 sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 6. Đáng chú ý là trận đấu giữa Quảng Nam và Viettel, những đội đang không có được phong độ tốt ở những trận đấu gần đây. Đội chủ nhà Quảng Nam vừa trải qua 3 thất bại liên tiếp tại V-League trước Đà Nẵng, Bình Dương và Than Quảng Ninh. Đặc biệt là thất bại 1-6 trước Đà Nẵng ở vòng 4, trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thể hiện bộ mặt bạc nhược. Tính rộng ra, kể từ chiến thắng trước Bình Dương tại vòng bán kết Cúp Quốc gia 2019, Quảng Nam đã không thể giành chiến thắng đến 10 trận, kể cả giao hữu. Đây chắc chắn là hồi chuông báo động của Quảng Nam, đặc biệt là huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi đội bóng đang đứng ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 4 điểm sau 6 vòng đấu. Tất nhiên, vấn đề của Quảng Nam không chỉ xảy ra ở mùa giải năm nay, mà kể từ sau chức vô địch V-League 2017 đầy bất ngờ, đội bóng xứ Quảng đã không còn thể hiện được bản lĩnh của mình. Mùa giải 2018-2019, Quảng Nam lần lượt xếp thứ 11 và 9. Tính đến vòng 6 V-League năm nay, hàng công của Quảng Nam mới chỉ ghi được 7 bàn thắng, trong khi hàng thủ đã để thua 16 bàn. Lucas Rocha, Huỳnh Tấn Sinh, Đinh Viết Tú, Nguyễn Anh Hùng chưa cho thấy được sự ăn ý ở hàng phòng ngự. Trên hàng công, đội trưởng Đinh Thanh Trung đang gặp vấn đề về tuổi tác, trong khi Nguyễn Hoàng Quốc Chí hay Hà Minh Tuấn vẫn đang trên đường tìm lại phong độ của mình. Điểm sáng duy nhất của Quảng Nam tính đến thời điểm hiện tại là tân binh Ibukebe, khi cựu cầu thủ của Hà Nội đã có 2 bàn thắng kể từ khi gia nhập đội bóng từ vòng 3. Đối thủ của Quảng Nam ở trận đấu với Viettel cũng đang trải qua 3 trận không chiến thắng với 2 trận thua và 1 trận hòa. Vấn đề mà Viettel gặp phải chính là cách vận hành lối chơi và sự kết nối của những cầu thủ. Trong tay huấn luyện viên Trương Việt Hoàng là những cầu thủ tốt nhất ở vị trí của họ như Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Khắc Ngọc và vua phá lưới mùa giải trước Bruno Cunha. Thế nhưng, có thể thấy Bruno đang bị các trung vệ V-League bắt bài và người đã gặp với anh là Venancio Caike thi đấu khá tệ ở những trận đấu vừa qua. Bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ở vòng 6 được xem là may mắn khi thủ môn Thành Diệp mắc lỗi. Chắc chắn, gặp Quảng Nam lúc này là cơ hội để Viettel tìm lại niềm vui chiến thắng và cũng là cơ hội để Bruno tìm lại cảm giác ghi bàn trước hàng phòng ngự kém nhất V-League hiện tại. Mặt khác, hàng phòng ngự Viettel cũng đang là hàng phòng ngự tệ thứ 3 với 10 bàn thua sau Quảng Nam và Nam Định, dù hàng thủ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Kể từ khi Viettel trở lại V-League mùa giải 2019, hai đội gặp nhau 2 lần ở giải đấu chính thức và 1 trận giao hữu đầu mùa giải năm nay. Viettel giành 2 chiến thắng và hòa 1. Trên sân Tam Kỳ mùa giải trước, đội bóng áo lính đã giành chiến thắng 2-0 với các pha lập công của João Paulo và Vũ Minh Tuấn. Cả hai đội bóng đang chịu áp lực buộc phải thắng ở trận đấu sắp tới. Với Viettel là 3 điểm để bám đuổi những đội bóng top đầu. Còn với Quảng Nam, họ cần chiến thắng để thúc đẩy tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn để tránh khỏi vị trí áp chót. Một trận cầu hứa hẹn căng thẳng trên sân Tam Kỳ. Kịch bản nào sẽ xảy ra ở cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Viettel? Tất cả sẽ được trả lời sau 90 phút trên sân của đội chủ nhà Quảng Nam vào ngày 29 tháng 6. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.